Hai cả nhà thấy một chiếc mô tô này khủng chưa? Chiếc mô tô đỏ đen này khủng chưa? Ai ơi, nó mình đứng ở cái đầu trước nó cao bằng ngay chỗ cái ngực của mình nha. Ông này cũng lại ông trả tiền đầu xe. À, cả nhà thấy chiếc xe thấy đã ghê không? Nhìn chiếc xe hấp dẫn nha. Quá đẹp. Đây một chiếc mô tô nữa. Nhưng mà chiếc này không đẹp cả nha. Chiếc này xưa. Chiếc này thường tròn thôi. Cũng không đa nhưng mà không có đẹp. Mình đứng kế bên cái tiệm bán trái cây. Ở nhà có thích chiếc Honda này không? Chứ mình thấy chiếc này nó cũ kỹ và nó xưa lắm rồi. Hôm nay mới thấy lại. Đây một chiếc mô tô nữa nha cả nhà. Đây một chiếc mô tô nữa nè. Đó, cả nhà thấy người ta phá cái bánh chưa? Có cọng dây dài lên tới đó, nó móc vô vậy đó. Đâu có ai ăn cắp được. Ở nhà thấy nó phá xe ngộ rồi chưa? Phá cái bánh lại đó. Hai cái bánh tảng thần luôn, cả nhà thấy không? Hai ống bô nha. À, cả nhà. Nhà thấy chiếc mô tô chưa? Chiếc này nó bằng mình luôn nha cả nhà. Nó tới ngực của mình luôn rồi đó. Cả nhà thấy nó khóa chưa? Đó, cái ổ khóa màu đỏ. Nó chuyền cọng dây lên trên cái tay lái. Đâu có ai lấy được đâu nha. Khó lấy lắm ổ khóa này. Mà bên đây đâu có ai ăn cắp gì đâu. Nhà thấy mô tô chưa? Đẹp phải không? Mô tô này người nào mà bự con nhất á. Chỉ có bên Pháp thôi nha cả nhà, loại này nè. Việt Nam không có cỡ này đâu. Việt Nam toàn nhỏ nhỏ không à, không có cái mô tô lớn cỡ này đâu. Gồng ghềnh luôn. Cả nhà thấy nó cao phải không? Ý là nó chống ngã đó nha. Chứ nếu mà nó đứng lên là nó đứng tới cái ngực của mình luôn á. Cao cỡ đó. Nó có nhà ở trước cái đèn pha nó bự không?
giờ tới bông. Mấy chậu ớt thì cái dễ cưng ha cả nhà, ớt chậu ớt màu vàng nữa kìa. Nhà thấy cúc này đẹp rồi chưa? Đủ màu sắc. Nhà mình thấy mấy chậu ớt cái đẹp không? Ớt này ớt kiển chứ không phải ớt ăn nha cả nhà. Ớt kiển thôi. Phải ớt ăn thì mình cũng mua bụi rồi, mua mua chậu rồi. Này ớt không có cay. Ớt này chỉ trồng làm kiển thôi. Đỏ, vàng, cam. Cái cây trụ điện có cái bông, một chậu bông geranium nha cả nhà. Cây của trụ điện á. Bên kia cũng có.
Rồi, cái video mình dựng đây nha cả nhà. Và cả nhà hết nha. Bye bye.